Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Từ trước đến giờ em là một người mang rất nhiều nỗi buồn. Nhưng mà em đã tìm đến nhạc để em có thể viết vào những cái đấy vào trong nhạc của em, để em có thể giải thoát được những cái cảm xúc đấy của em. Và sau một thời gian em làm nhiều bài nhạc rất là buồn, em cảm thấy là việc làm nhạc của em nó giống như một dạng manifest vậy. Nên là em không thể viết những cái bài nhạc buồn đấy nữa, và em đã chuyển thể hình ảnh của mình sang một cái hình ảnh mới, tích cực hơn và vui tươi hơn ạ. Nên là em quyết định mang cái hình ảnh đến với Rap Việt 2024 này. Chưa gì hết là đã thấy tích cực rồi, mở màn một cách hoành tráng bằng cách là hát cùng với thần tượng của mình. Úi giời, em cảm ơn chị. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Từ lúc em còn bé đến tận bây giờ, điều làm em buồn nhất đấy là em luôn nghĩ em một mình ạ. Be so afraid to show what it be like. I don't know. Vì sao em nghĩ như vậy? Tại vì bố mẹ em, hai người đã hết tình cảm với nhau rồi và mọi người đều đi tìm gia đình mới của mình. Và em phải tự lực trong cuộc sống của em và tự tìm kiếm hạnh phúc cho em. Và em đã phải tự trưởng thành và lớn lên cho đến tận bây giờ để ổn định cuộc sống của mình ạ. Khi em trình diễn thì anh cảm thấy là nó rất là dễ thương, nó rất là đúng là với cả cái độ tuổi của em hiện tại. Với cái style này, anh cũng có thể giúp đỡ em để làm rất nhiều những cái kiểu sô cô la kẹo mút giống như là giống thôi. Hơn đấy. Ok, be ready. Nói về sô cô la kẹo mút, mấy cái màu nhạc này thì nó gọi là sở trường của em rồi, và em cũng anh Thành ơi, bây giờ em có thể đạp lại không? Không. Anh đạp em thì có. Mời quý vị cùng gặp gỡ những nhân vật sẽ tạo nên thành công của Rap Việt năm nay. Huấn luyện viên Big Daddy, huấn luyện viên Cao Rick, huấn luyện viên B-Ray và huấn luyện viên Superboy. Chúng tôi có giám khảo Just Study, anh Thái VG và khách mời quốc tế, thưa quý vị, rapper, nhà sản xuất âm nhạc M Hero. Và đừng quên bộ đôi DJ quốc tế The Hotel Lobby. Không biết là Big Daddy em nhận xét như thế nào về chất lượng thí sinh năm nay, cũng như là cái độ căng của các huấn luyện viên dành cho cái phần giành giật thí sinh ạ? Chất lượng thí sinh Rap Việt năm nay thì em thấy là rất là chất lượng, và được những thí sinh chất lượng như vậy thì phải dành một lời khen tới giám khảo cũng như là ban tổ chức chương trình vì đã có một cuộc tuyển chọn rất là tốt. Yeah. Lúc đầu thì em đã cho B-Ray sức đầu mẻ chán một chút. Hy vọng rằng hôm nay là sẽ tiếp tục là đến em với Carrick hay là em với cả Su chẳng hạn. B-Ray có những cái cú chấn động trời hay thiệt. Em chắc chưa bảo. Còn cái twist nào ở đây không anh? 79 là first choice của Big Daddy. Lúc đầu thì em cũng hả hê lắm, em đang cảm thấy khá là đắc thắng. Xong rồi tới cái khúc sau thì có lẽ là do em hơi chủ quan. Hôm nay em phải đi trả thù ạ. Chính xác. Ta không thương ta thì ai thương ta? And that hero, how did you enjoy the show? ผมรู้สึกสนุกมากกับกติกาใหม่อย่าง First Choice แล้วก็คุณแจกทองนะครับการโยนหมวกทองปกติแล้วจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับแต่พอเป็นที่นี่มันได้ลุ้นทุกวินาทีเพราะแม้คุณโยนหมวกทองไปกี่ใบไม่รู้ว่าจะเป็น First Choice ของใครและไม่รู้ว่าคุณจะโดนล็อกเมื่อไหร่ด้วยครับ Yeah, lots of twists. I hope you enjoy the show. Yeah. Yeah, enjoy. Really enjoy. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cháy chứ nhỉ, đúng không? Hấu lên được chưa? Hey! Sẵn sàng cháy được chưa? Vỗ tay, xin mời! Quý vị và các bạn thân mến, một thí sinh có một cái tên rất là dễ thương, Young Puppy. Ban giám khảo và các anh chị huấn luyện viên ạ. Hãy
phải chúc mừng cho Young Poppy với ba sự lựa chọn từ Big Daddy, V-Ray và Superboy. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cái thứ hai là phải khen tiết mục này rất là đáng yêu và mang đến năng lượng rất là tích cực. Và chúng ta có cái hoài niệm được nghe lại bài hát Hit Đình Đám của Lương Bích Hữu sau gần 20 năm. Wow. Cho mình hỏi là bạn Lương Bích Hữu hôm nay đến đây tại Rap Việt lần đầu tiên làm ca sĩ hát hỗ trợ có cảm xúc như thế nào ạ? Cảm thấy là mình trở về Gen Z. Khán giả hỏi nè, Lương Bích Hữu hàng ngày ăn cái gì mà sao trẻ hoài vậy? Không từng phải suy nghĩ nhiều. Và thứ hai là mình cứ hãy sống hết mình với âm nhạc và thưởng thức nó giống như là các món ăn. Tinh thần của mình duy trì, tập luyện, vui thì sẽ trẻ khỏe. Đúng rồi. Phải vui. Mà cho Thành hỏi luôn là tại sao Hữu lại nhận lời hỗ trợ cho bạn vậy? Đầu tiên thì phải cảm ơn đến chương trình mời Hữu đến đây. Sau khi mà mình biết được là sẽ được hỗ trợ các bạn thì mới biết được là có một bạn hát ca khúc này. Gặp bạn xong rồi thấy kết bạn liền luôn, chứ cũng kết bạn Facebook luôn. Hai chị em kêu mặt rất giống nhau nha. Mr. F Hero, I would like to introduce to you, this is one of the best and a pop star in Vietnam of all time. I really love your song. Your song is so cute. Thank you. My honor to be here to meet you. Thank you so much. Thank you. Một lần nữa một tràng pháo tay cho sự hỗ trợ của Lương Bích Hữu ạ. Cảm ơn chị Hữu nhiều. Cảm ơn Hữu đã đến với Rap Việt. Thank you. Các bạn thân yêu, bên trong tám mươi bốn phần trăm hợp lệ, chúng ta nhường cho Superboy nói trước nha. Mời Su. Trời ơi, em dễ thương quá. Cái cơ duyên nào mà để cho em quyết định là em lên thi Rap Việt? Từ trước đến giờ em là một người mang rất nhiều nỗi buồn, nhưng mà em đã tìm đến nhạc để em có thể viết vào những cái đấy vào trong nhạc của em, để em có thể giải thoát được những cái cảm xúc đấy của em. Và sau một thời gian em làm nhiều bài nhạc rất là buồn, em cảm thấy là việc làm nhạc của em nó giống như một dạng manifest vậy. Nên là em không thể viết những cái bài nhạc buồn đấy nữa, mà em đã chuyển thể hình ảnh của mình sang một cái hình ảnh mới, tích cực hơn và vui tươi hơn ạ. Nên là em quyết định mang cái hình ảnh đến với Rap Việt 2024 này. Chưa gì hết là đã thấy tích cực rồi. Mở màn một cách hoành tráng bằng cách là hát cùng với thần tượng của mình. Úi giời. Em cảm ơn chị. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hồi nãy em nói mà giống như em rưng rưng nước mắt luôn á. Anh không biết là tại sao một cô gái nhìn trẻ trung năng động và nụ cười tươi như vậy lại ẩn chứa đằng sau quá nhiều nỗi buồn nè. Từ lúc em còn bé đến tận bây giờ, điều làm em buồn nhất đấy là em luôn nghĩ em một mình ạ. I don't know why be so afraid to show what it be like. I don't know. Vì sao em nghĩ như vậy? Vì bố mẹ em, hai người đã hết tình cảm với nhau rồi và mọi người đều đi tìm gia đình mới của mình. Và em phải tự lực trong cuộc sống của em và tự tìm kiếm hạnh phúc cho em. Và em đã phải tự trưởng thành và lớn lên cho đến tận bây giờ để ổn định cuộc sống của mình ạ. Cái khoảng thời gian lúc mà em còn nhỏ đó thì em sống chung với ai? Người đầu tiên em ở là bà ngoại của em. Sau khi mà em lớn hơn một xíu thì em phải tập trung vào học hành, nên em chuyển sang nhà dì của em. Và nhà dì là giáo viên nên dì có thể kèm cặp em hơn. Sau khi mà em lớn hơn nữa thì em nghĩ là em phải tự lập rồi. Em ra ở riêng và em tự học hành và làm việc, tự bươn trải cho cuộc sống của mình để không làm bố mẹ lo ạ. Để anh chia sẻ với em cái điều này, nhiều khi mình sẽ có những cái không may mắn của mình và cái đó mình không được chọn, đúng không? Hồi nãy anh nghe em nói là em cảm thấy em lonely. À, tại vì hôm nay mình có cơ duyên mình gặp nhau, đúng không? Cái anh cho em một lời khuyên là mình sửa câu đó lại chút xíu thôi. Em cảm thấy em lonely cho đến khi em bước lên sân khấu này. À, đúng không? Tại vì sau hôm nay khi em tìm được đúng chân ái thì sẽ có nhiều người khác bên em. À, chúng ta đều được sinh ra để xứng đáng được nhận yêu thương, và mình cũng được quyền chọn cái người để mình yêu thương luôn, đúng không?
Vâng. Tất cả những người yêu thương sẽ tự tìm đến nhau để yêu thương nhau. Đó là một quy luật bất biến của vạn vật. Cho nên anh nghĩ là hôm nay em tìm đến đây để trao yêu thương và em sẽ được nhận lại yêu thương. Anh tin vậy ha? Em cũng tin là như thế. Ok, cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mình cảm ơn mọi người và các vị ban giám khảo và huấn luyện viên hôm nay đã ủng hộ cho mình ạ. Ok. Cảm ơn biết ạ. Nói về bài hát này thì rõ ràng là nó rất là hợp với cả cái độ tuổi của Puppy. Và khi em trình diễn thì anh cảm thấy là nó rất là dễ thương, nó rất là đúng là với cả cái độ tuổi của em hiện tại. Với cái style này anh cũng có thể giúp đỡ em để làm rất nhiều những cái kiểu sô-cô-la kẹo mút giống như là... Giống thôi ạ. Ok, be ready. Nói về sô-cô-la kẹo mút, mấy cái màu nhạc này thì nó gọi là sở trường của em rồi. Và em cũng... Cho tôi hỏi là anh Karik, anh có một cái lý do gì để không đạp chọn bạn không ạ? Thật ra bài lúc nãy dễ thương thật. Cái anh đang trông chờ em nhiều hơn, anh muốn có một số đoạn nó rap thuần nhiều hơn. Và anh thấy là em chủ yếu em đi melodic là nhiều. Nói chung là do anh khó tính thôi em ơi. Không phải vấn đề gì em. Okay, khó okay. Tính. Không sao, tất cả là lựa bài chọn. Bài đó hay nha, bài đó hay, bài dễ thương, yeah. Dễ bay đồ đó. Cảm ơn những góp ý của Karik dành cho bạn. Vòng sau mình sẽ còn làm... Em có ạ. Đó, lúc mình cùng mình vòng một này chơi. Em nghĩ là em sẽ mang những cái đơn giản nhất của em đến để cho mọi người xem. Và những vòng sau em muốn làm nó sâu hơn một tí để đúng là con người thật của em. Là những cái bản tối mà em đã mang trong mình suốt 17 năm qua. Chết cha, giờ là anh hụt rồi. Hổ, hổ chưa? Cái gì ạ? Cái gì mới xịt lên vậy? Em muốn gì? Thôi em đồng ý thôi. À, đồng ý thôi hả? Em đồng ý và em rất là sẵn lòng đi chung với bạn cái hành trình này. Anh Thành ơi, bây giờ em có thể đạp lại không? Không, anh đạp em thì có. Tôi đã nói với em rồi, câu này là câu khắc cốt ghi tâm. Có không đạp, mất đơn tiền. F, what do you think? สำหรับผมผมรู้สึกว่าตั้งแต่น้องขึ้นมาบนเวทีเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรและก็พลังบวกนะครับซึ่งในเพลงฮิปฮอปเนี่ยผมไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความรู้สึกนี้มาก่อนแล้วก็ปกติแล้วเวลาเพลงฮิปฮอปมักจะมาในแบบโหมดซีเรียสโหมดเครียดโหมดชีวิตอะไรเงี้ยดีเหมือนกันที่เราได้ผ่อนคลายแล้วก็เราได้เห็นการแสดงที่เรารู้สึกว่ามันได้ยิ้มตามตลอดเวลาผมเชื่อว่าลูกสาวผมจะต้องเป็นแฟนคลับคุณครับAnh Thái, you like the performance? Yeah, anh đồng ý với Firo. Em bước ra là cái bản này very dễ thương. Anh thấy nhạc em là trending cho mấy người trẻ, các đường em là very nổi tiếng in that world. Em cảm ơn anh Thái. Yeah, em cảm ơn anh Thái ạ. Bây giờ em có cái nguyện vọng gì không? Em muốn về đội một người nào đấy có thể giúp em viết rap giỏi hơn. Tại vì hiện tại sở trường của em đang là melody. Câu nói này rất là hữu ích. Em muốn trending cho mình thêm về rap để có thể hoàn thiện hơn ạ. Có người nâng khăn sửa túi rồi kìa. Thấy chưa? Su Boy cũng đang chỉ về phía mình ạ. Cho em nói thêm vào thì thật ra là lý do mà em đợi tới rất là gần sát em mới bấm là tại vì mùa này thì em không muốn làm cái màu mà mọi người đã xem rồi. Nhưng mà bạn quá hay cho nên em bấm và cộng với lại cái lời nói vừa rồi của bạn thì em lại càng tự tin là khi mà bạn về team của em sẽ có thể khai thác bạn. Anh cũng nghĩ Biri có thể làm điều đó cho em đấy. Anh ơi, nhưng mà em thấy chị Su Boy cũng có thể mà anh. Em ơi. Bé nó gửi tín hiệu từ vũ trụ rồi. Nói gì nữa. Đem phân tách, Su Boy thì dĩ nhiên là quá hợp với em rồi. Cái thứ nhất, chị đã trải nghiệm nhiều. Chị cũng là một người bước ra và đi lên từ nỗi đau để có thành công như ngày hôm nay. Và chị hơn ai hết là một người đồng cảm và thấu hiểu. Cho nên chị sẽ biết em đã trải qua những gì để đưa lời khuyên đúng đắn. Cái thứ hai, Su Boy là người rap đậm, rất là đậm. Cho nên Su Boy sẽ biết cách để đưa cái tâm lý rap nữ hợp lý với em. Cái thứ ba, Su có đầu ra. Cái đó là giá trị nhất đó em. Em nhiều khi có thể collab đồ rồi đi lưu diễn đồ này nọ. Anh Bi thì đồng ý là ảnh là cái người là rất thích xoáy vô nội tâm. Đúng không? Nhưng mà Bi
là bad boy. Nếu em mà đủ can đảm thì em đi chơi với bad boy. Nó có nhiều cái hay lắm, thú vị lắm. Cái gì càng nguy hiểm càng hay, đúng không? Anh có gì muốn nói không? Anh biết đi. Anh Thành có nói là Su có trải nghiệm và bảo có thể cho em ấy những cái góc cạnh nó sâu sắc hơn, thì anh có thể cho em cái sự hạnh phúc và an toàn. Tại vì anh và chị Ly đang rất là hạnh phúc. Khi mà em về với cả team anh thì em sẽ được cái sự ấm áp của một gia đình. Đó là ba cái sự khác nhau. Ai được hay được? Gia đình của Su cũng hạnh phúc. Em ơi! Ờ! Đó! Mình nói vậy thôi. F, I would like to listen to your advice. In my opinion, okay, I think Suboy is Big Mama and she can play. Okay. Một chọn cho Suboy. Anh Thái Việt Duy, em cần ý kiến của anh. Cái bài này em biểu diễn bữa nay á, anh feel Big là hợp với em nhất để làm em viral and trending. Anh em biết làm nhiều. Okay. Anh Thành muốn nghe ý kiến em, người nằm ngoài luôn. Dạ không ạ, dạ không ạ. Nói giỡn chứ, nghe chứ, giỡn ngoài phải nghe chứ. Nói đi. Trời ơi, thì anh có lời khuyên cho em là bad boy nhưng mà chưa bây giờ là best choice hết. Hãy về với B-Ray. Hay, hay luôn. Em cũng là Thiên Bình tháng 10 ạ. B-Ray là cái gì? Dạ em Thiên Bình tháng 10 ạ. Đó. Em về em sẽ bị át vía. Không. Ác vía? Nghĩa là sao ta? Là em sẽ ăn hiếp bạn hả? Đó. Anh chưa bao giờ ăn hiếp một cô gái nào trong cuộc đời anh luôn ấy. Ồ, cái này em làm chứng nha, em làm chứng. Có không em? Có, người ta ăn hiếp bạn ấy. À, Caric nó biết nhiều nhờ. Mọi người cần cái phát gì đó hỏi em. Ok. Công nhận về Caric là hai anh em nhà này là chỉ hay bắt nạt em thôi. Với những cái dữ kiện như thế thì cái người phù hợp nhất với em. B-Ray. Mời em về với team B-Ray. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8.